Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên minh Confession. Có lẽ kết quả của bảng B lượt về cũng không nằm ngoài dự đoán của đa số các bạn trên kênh đúng không? Nhưng trước khi vòng chung kết thế giới 2020 này diễn ra, mình đã nói năm nay sẽ chứng kiến rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Và một lần nữa các nghệ sĩ hài cấp thế giới cũng không làm cho mình thất vọng. Cùng đi vào chi tiết tin giải đấu số 107 ngày hôm nay để xem bảng B kết thúc có điều gì thú vị nhé. Tổng hợp lượt về bảng B, đại diện của Hàn Quốc không gặp bất cứ khó khăn nào để giữ chắc ngôi vị đầu bảng. Những con số ấn tượng so chiến tích nhất bảng A của Shining tại chung kết thế giới 2020. Hai cái tên tiếp theo lọt vào vòng 8 đội đã được lộ diện sau khi lượt về vòng bảng ngày thi đấu thứ hai kết thúc. Đừng bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào của chung kết thế giới 2020 năm nay các bạn nhé. Trước khi đi vào nội dung chính thì mọi người giúp Trang kéo xuống dưới để lại một like và nhớ follow kênh cũng như để lại comment để cùng giao lưu với nhau luôn nhé. Trang Bi cảm ơn mọi người rất nhiều. Tổng hợp lượt về bảng B, đại diện của Hàn Quốc không gặp bất cứ khó khăn nào để giữ chắc ngôi vị đầu bảng. Trang Won Kamin với PSG. Đối đầu với một đội tuyển mạnh, PSG tỏ ra khá tự tin khi sẵn sàng chơi đôi công với Trang Won Kamin, có được lợi thế ở khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, Hanabi cùng các đồng đội đã nhanh chóng đánh rơi lợi thế nhỏ nhoi chỉ sau 15 phút. Với những vị tướng tạo đột biến và gây sát thương lớn như Gray, Jin hay Sindra, Trang Won Kamin từng bước bỏ xa đối thủ về tiền cũng như mục tiêu lớn. Not quite a full 1v1 as Hanabi's able to back him up there with the ulti, and when the mid laner rotates over as well, they make the plays happen. PSG takes his topside camp, but it's a three-man dive coming through onto Hanabi, and they should be able to grab the kill onto him here. The burst goes through, the damage comes down, and Hanabi... Đến phút thứ 27, đại diện của LCK ăn được 3 rần sau đó tiến vào dứt điểm trận đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Sefa đánh bại đối thủ với tỷ số 14-4, có được hiệu số 4-0 sau 4 trận thi đấu. Hạt giống số 1 của LCK gần như đã nắm chắc chiếc vé tham dự vòng tứ kết trong tay. Trinh Đông Kamin với Rock. Bước vào trận đấu lượt về gặp Trinh Đông Kamin, Rock đã chơi hay ở giai đoạn đầu với những lựa chọn an toàn như Ornn trong tay Finn, Orianna cho Larsen hay Kalista dành cho Han Sama. It is a one-for-one trade. Kanabi off of a popcorn chicken piece. Oh, it's half a chicken nugget just for some reason left in the bottom of the box. And now the dive's coming in the bottom lane. It's a three-man dive. Goodbye, Logan. Rogue makes it happen. Well, and Yagao now doing the damage onto the turret, looking to take down those plates. But what's this, Kobe? Back in the bottom lane yet again. Inspired is looking for Logan. The Jin still has the flash, doesn't have to use it to escape this one. But now, Set is all alone underneath the turret. Here comes Larsen on the Orianna. The Haymaker doing good job just to try to buy a little bit more time. Inspired takes the kill. JDG will secure the Rift Herald no fight here at the beginning. Gal throwing out that parallel convergence. Orianna ulti finds its way onto the Echo, using the ulti now to reset his HP. TP comes in. JDG on the retreat, Vander down to 300 HP, looking to turn things around. Here goes the Set. Haymaker comes out, not finding the kill, and when he tries to knock it back. But Shelly is summoned up. They will be able to get bonus plate money out of this one, but here comes the Ornn. Jumping in with the Bellows Breath. TP gonna be used next. Silas in some trouble. Kanabi trying to keep himself alive. A very nice shockwave able to find the kill, and the jungler's already down. Rogue is making the moves and making the plays, and JDG is on the run. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở pha giao tranh đường trên, khi ấy đại diện của LPL bắt được 3 thành viên của Rogue, đồng thời chỉ đổi lại màn của Yagao ở khu vực đường dưới. There, Yagao still trying to run away. Right. Continuing the chase, parallel convergence coming down. Shockwave goes through, more damage onto Yagao. Tighten it out. How fancy are his feet? Can Yagao get away? Chrono break right back into the loving, waiting arms of the Bonk Master himself. Từ phút thứ 25 trở đi, Trinh Đông Kamin bắt đầu cho thấy khả năng giao tranh tổng vô cùng ấn tượng. Liên tiếp là những tình huống Loken được bắn thoải mái, cùng với đó là lượng sát thương lớn mà Syndra của Kanavi cũng như là Echo trong tay Yagao mang lại. Finn barely walking away, but the bullet in his back says no, sir. Triple kill.
threat. Yagal looking to come in as the curtain call opens up, chasing Rogue away. Now Vander stuck in a hard spot away from the rest of the team. Pantheon trying to keep himself alive there with the E, but he won't be able to do it. Now the Deadly Flourish comes out, not going to find the mark, but it is going to slow them down. Hornhorn goes through, but it's not going to find a whole lot here. Rogue still in trouble. Larson going to be jumped on. Yagal leading the charge as Kanavi steals away the Ornhorn, but he won't be able to find the second part to do. Grabbing the kill onto Larson there. Hansama going to drop. Inspire going to drop. And JDG will take down... Sau cùng, hạt giống số 2 của Trung Quốc dứt điểm đối thủ sau 32 phút thi đấu. Kết quả này cũng giúp cho Trindon Gaming cùng Rangwon Gaming dắt tay nhau vào vòng trong và các trận đấu còn lại chỉ còn mang tính thủ tục. But what can Rogue do against the assault from JDG? Zoom takes the kill on the Vander. Finn tries to run away. JDG. Rangwon Gaming với Rogue. Bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, Rock quyết định sử dụng chiến thuật lạ khi đổi cặp đôi Vander và Hansama lên đường trên. Ý định của đại diện LEC đó chính là phế đi Kennen của Nukuri. Tuy nhiên sau một năm thất bại, Rangwon Gaming đã cho thấy mình trưởng thành hơn khi sẵn sàng đưa ra các phương án đáp trả. Finds the kill, but now the return kill coming out as Nagari gets Hansama. He's gonna chase down Vander as well. His CSing time doesn't dip at all. He CSs as a zombie, then teleports right back. Here's another dive. And now we've got more plays showing up as Damwon brings in the cavalry in the form of Showmaker to show up and try to stop this. But they're saying, all right, you want to bring in a mid laner? We'll bring in a mid laner. 4v2 underneath the turret. Vander looking to start things off here. Stun's coming through. Nagari going down. Turret shot flying out. Để rồi chỉ sau 22 phút thi đấu, đội tuyển đến từ Hàn Quốc dẫn tới 22-7. Ở pha giao tranh then chốt, Canyon có được cú Quarakill với con bài Gray, sau đó cùng toàn đội lao vào dứt điểm ván đấu. Với Rogue, đoàn quân của huấn luyện viên Freddy 122 có thể ngẩng cao đầu rời giải khi thi đấu tương đối ấn tượng, nhưng đáng tiếc cho đại diện của LEC, cả Rangwon Gaming và Trindon Gaming tỏ ra quá vượt trội ở bảng B. Triple kill for the Graves. Finn is alive, but he brings down the hammer and gets smacked around anyway. Quadra kill for Canyon. Hansama is alive. It is time for the pentakill. They're just dancing together. Everybody's just goes into the stasis. Canyon needs a little bit of damage to take. And he almost gets it. Hansama denies the pentakill at the 11th hour. And Damwon. Trindon Gaming với PSG Talon, bất ngờ của bảng đấu. Tương tự Rogue, PSG Talon bước vào cặp đấu này với tinh thần thoải mái nhất có thể. Chính vì thế đại diện của PCS đã thi đấu vượt trội hơn so với Trindon Gaming. The Peacemaker and Loken almost down. Kaiwing flashing forward, can't quite get the final shot. Kaiwing healed up through the Ignite, shielded as well with the Guardian. Kaiwing survives, Loken goes down, Kanavi falls. Sau 22 phút thi đấu, Hanabi và các đồng đội thậm chí đã có được linh hồn sông nước, có được lợi thế cực kỳ lớn từ sớm này. PSG rất biết cách để lăn cầu tuyết và lấy tiếp về cho mình con Baron sau khi hạ gục được rừng của đối phương. Doesn't get it secured by PSG and now Kravat and Kanavi will pay for his sacrifice with his life. Damwon Gaming would secure it, PSG would get their first win of the tournament, but Yagao is trying to say something else about it. Zoom stepping forward, is a flame, is a Risen looking for the damage here on the Kale. Hanavi goes in, but there is the Nash secured. Taken by River, but the engage with the taunt. River pops the Lamb's Respite, first time we've seen that this game, but it works out so well for him. Yagao steps out of it and immediately is popped. Zoom chased away, PSG all gonna get out alive. Loken trying to have something to say about it. He dashes forward, looking for the damage with Mystic Shots, but the ace in the hole, the turn around. By Zoom, Loken has to jump across the wall, but he's done for as well. PSG with an incredible fight around the Baron, turn it back around on JDG. Sự chênh lệch vô cùng lớn về lượng đồ, lại sở hữu hai vị tướng AD có sát thương lớn trong đội hình, PSG đã rất nhanh chóng kết liễu Trindon Gaming với tỷ số hoàn toàn áp đảo 11-1. Đây có thể xem là cơn địa chấn ở ngày thi đấu thứ 6 của vòng bảng chung kết thế giới 2020. Cũng với kết quả này, Trindon Gaming chắc chắn không thể cạnh tranh vị trí nhất bảng với Rangwon Gaming. Như vậy không cần đến trận đấu quyết định, cục diện của bảng B cũng được định đoạt. Với PSG, họ có thể ra về trong sự tự hào với màn hủy diệt hạt giống số 2 của Trung Quốc.
If the Nexus towers, the inhibitor will fall. No wave in the mid lane yet for PSG. Tank is looking to reset. He's going to TP back in. I think PSG is going to look to end the game right now, Medic. 30-second death timers. JDG have got nothing left. Loken and Lumao have to do something absolutely miraculous to hold on to this game, but PSG are having none of it. They take the Nexus towers, and in an absolute shellacking 11 kills to 1, PSG claim their first win at Worlds 2020. PSG Talon Varrock. Có được sự hưng phấn sau màn quật ngã trên đơn ca mình, PSG Talon tiếp tục cho thấy tại sao mình lại dễ dàng vượt qua được vòng khởi động với vị trí đầu bảng B. Vẫn là những sự lựa chọn quen thuộc như Syndra hay Gray, đại diện của PCS đã từng bước bóp nghẹt Rogue. Bước ngoặt đến ở phút thứ 26, khi ấy PSG chủ động mở giao tranh trước với chiều cuối của On trong tay Hanabi. Ngay sau đó Tank tạt cánh với Syndra và toàn bộ đội hình của PSG tràn lên với đầu tàu Hanabi chống chịu. Cuối cùng đội tuyển của Đài Loan càng quét Rogue, sau đó ăn được Baron và cả linh hồn sầu nước. PSG with four in the mid lane. Beautiful execution from PSG as they just collapse onto PSG with a perfect fight in the mid lane. Can't translate it to an inhibitor, but can translate it into a Baron. 27 and a half minutes in, PSG will take the Baron. Đến phút thứ 30, hạt giống số 2 của PCS tiến vào và dứt điểm ván đấu với tỷ số 13-4. Qua đó khép lại chung kết thế giới 2020 với vị trí thứ 3 chung cuộc. Wide, but PSG will have a swan song in this game. The Nexus falls. PSG take down Rogue. Trindon Gaming với Tramwon Gaming, chiến thắng muộn màng. Trindon Gaming đã không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng, tuy nhiên một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa danh dự rất lớn với đại diện QLPL. Và với tính chất không quá quan trọng của trận đấu, hai đội trình diễn thế trận đôi công vô cùng ấn tượng. Trindon Gaming là những người có lợi thế trước khi Camille của Zoom có 3 mạng hạ gục chỉ sau 7 phút thi đấu. Zoom actually TP'd into the mid lane, now they're looking for a play. Oh, he stops the Justice Puns with a hookshot wall dive, and Showmaker, no flash, used it in the last fight, and the sweep will get the kill. Camille is 2-1-0 at 4 minutes. Things on the way, there's a minion wave though to block up here. Stun card available for Yagao, they turn it back around, Showmaker's dead again. Literally TP'd right back into his own demise. Tuy nhiên bằng khả năng giao tranh tổng ấn tượng, Tramwon Gaming bất ngờ lật kèo sau 30 phút thi đấu. Thậm chí đại diện của LCK còn ăn được linh hồn sòng gió. Isn't able to get in, but Canyon snuck behind them. Canyon is here, and he is darn angry. Collateral damage goes in. The base call lands Bell on the back line, and he gets the shutdown onto Kanavi. And this is an incredible fight for Damwon Gaming. Yagao and Lumao have to walk away. Have the Tempered Fate. Bell looking for the flag. The Hex splash across the wall. It's going to be incredible. The bullet time stopped immediately. Loken goes golden, but can JDG fight back from the AD carry? Just being deleted. Lumao tries to dive into the front line. There's a showstopper from Noggery. Kanavi uses his stopwatch as well, but Zoom has killed Ghost. Now Yagao opening up with the blue cards, trying to get the damage down. Kanavi's going to fall. Yagao fighting off in a 2v1, has to use a stopwatch of his own. Zoom trying to act as the body man, act as a bouncer. Yagao has a blue locked in once again, and now it's Zoom v3. The GA will bring him back, but immediately he's going to get sent straight packing for the fountain. He turns it back around. He kills Canyon. The jungle is down. And JDG Zoom may have just saved the game for his team. Thế nhưng đến phút thứ 36, Trindon Gaming đã chốt hạ trận đấu bằng tình huống comeback quyết đoán để quét sạch Tramwon Gaming. Như vậy, với việc chỉ đánh rơi chiến thắng cuối cùng trước Trindon Gaming với hệ số 5-1, Tramwon Gaming vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch chung kết thế giới 2020 với những gì mà họ trình diễn trước đối thủ. Xếp ngay sau họ không ai khác chính là Trindon Gaming. Đội tuyển cũng được đánh giá vô cùng cao khi thực lực của họ là không thể bàn cãi. Chỉ đáng tiếc việc đánh rơi chiến thắng trước PSG khiến họ mất cơ hội cạnh tranh cho ngôi vị đầu bảng. Nhưng khi thực sự đã bước vào vòng 8 đội thì không ngán ai có lẽ sẽ là thước chỉ nam của toàn bộ các đội tuyển. Xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là PSG và Rogue. Chênh lệch đẳng cấp là quá rõ rệt của hai đội tuyển này với hai cái tên còn lại. Chỉ trách là họ đã quá đen khi rơi vào bảng đấu có hạt giống số 1 của LCK và số 2 của LPL. Vào chiều ngày hôm nay, cục diện bảng C có lẽ là khó đoán nhất khi mà cả ba đội tuyển Gen Z, LGD và Fnatic cùng có hiệu số thắng thua là 2-1. Cái tên còn lại là Team Solomid gần như cầm chắc cho mình một chiếc vé về nước khi toàn thua ở lượt đi. Các bạn dự đoán hai cái tên nào sẽ đi tiếp ở bảng C này? Comment xuống phía dưới cho Trang biết với nha. Và đừng quên mở Tốc Biến TV vào lúc 4 giờ chiều để theo dõi diễn biến của lượt trận bảng C này đấy ạ. À.
những con số ấn tượng sau chiến tích nhất bảng A của Shining tại chung kết thế giới 2020. Sau khi khép lại lượt về của mình tại vòng bảng chung kết thế giới 2020, Sở và Shining đã xuất sắc giành được vị trí top 1 bảng A. Đến với tứ kết, đối thủ của Duy Cầu Giấy sẽ là một đội tuyển đứng top 2 ngẫu nhiên trong 3 bảng còn lại. Và cho tới khi biết đối thủ của Sọp là ai, chúng ta hãy cùng xem lại những sự thật thú vị, những con số ấn tượng mà Sọp và Shinin đã có được trong vòng bảng vừa qua. Shinin là đội tuyển chiến thắng nhanh nhất tại vòng bảng chung kết thế giới 2020. Mặc dù lượt đi của Shinin đã để thua một cách đáng tiếc trước G2 Esports, tuy nhiên lượt về đại diện LPL đã có màn trả thù ngọt ngào khi hạ gục được Rạp Xiếc Châu Âu trong vỏn vẹn 23 phút 8 giây. Cho đến hiện tại thì đây là trận đấu ngắn nhất của vòng bảng chung kết thế giới 2020. Shining là đội tuyển nói không với tướng lỗi. Cộng đồng đang ví con On là tướng lỗi vì sức mạnh quá toàn diện của mình trong meta hiện tại, mạnh tới mức mất cân bằng và được lựa chọn rất nhiều tại chung kết thế giới 2020. Tuy nhiên Shining là đội tuyển luôn dành một lượt cấm cho On ở toàn bộ trận đấu tại vòng bảng. Còn các đối thủ của Shining tại vòng bảng e ngại nhất là con bài Nidalee của Sharp và Camille của Bin. Cả hai vị tướng này đều có tỷ lệ cấm là 71%. Nidalee của Sharp đang giữ kỷ lục farm sân tại chung kết thế giới 2020, 141 chỉ số lính ở cấp 15. Shinin đã biến G2 Esports trở thành đội tuyển chuyên làm nền cho highlight tại chung kết thế giới. Giống như Rocksmith và Invictus The Shy, Shinin Bin đã cho máu của các thành viên G2 tụt không phanh trong một cú combo siêu ấn tượng. Những hình ảnh này đã khiến gánh xiếc quốc tế G2 trở thành bao cát cho các đội tuyển khác tạo highlight tại chung kết thế giới hàng năm. Bản tin giải đấu số 107 xin phép được tạm kết tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những diễn biến của bảng C chiều nay và bản tin nóng buổi tối nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.